Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Guitar BMT. Để tiếp tục cho series hướng dẫn về những hợp bấm màu và những thế tay hay nhất trên đàn guitar, thì trong video này Phong sẽ hướng dẫn cho các bạn 10 cái thế bấm mở của hợp bấm la thứ. Trong video trước thì Phong đã làm cả một vòng hợp bấm màu trên giọng la thứ và những cái thế tay rất là hay. Các bạn nào chưa xem thì quay lại kênh để xem nhé. Phong làm tiếp video này vẫn nói về giọng la thứ, bởi vì la thứ là một cái giọng có rất là nhiều thế bấm, nó chỉ đứng sau mi thứ thôi. Thế nên là Phong cố gắng chia sẻ hết cho các bạn để cho các bạn có thể kết hợp tập luyện lại với nhau, dần dần nâng tầm kiến thức của mình lên và có nhiều phương án xử lý trong cái quá trình học và chơi guitar. Rồi, ok, anh em yêu mến thì hãy đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng rung chuông để theo dõi những video mới nhất của Phong. Hãy để lại thắc mắc của các bạn dưới phần bình luận và giúp Phong like share nếu thấy kênh hữu ích nha. Rồi, thế bấm đầu tiên, la thứ cơ bản, chắc là ai cũng biết rồi. Dây 5 buông là dây bát đó nhá. Dây 4 ngăn 2, dây 3 ngăn 2, dây 2 ngăn 1 và dây 1 buông. Cái dây nào mà mình đánh đầu tiên thì nó là dây bát nhá. Rồi, thế số 2, các bạn bấm la thứ cơ bản, các bạn thảo nát bút ra thì nó sẽ gồm có dây 5 buông, dây 4 ngăn 2, dây 3 buông, dây 2 ngăn 1, dây 1 buông. Đấy, cái này hợp âm thế thứ hai này các bạn nào mà thích thì có thể bấm thêm dây 1 ngăn 3. Đó, nghe nó có vẻ là điệu đà hơn, nhưng mà mình thì hướng dẫn như này. Rồi, thế số 3, dây 5 buông, dây 4 ngăn 2, dây 3 ngăn 4, dây 2 ngăn 1, dây 1 buông. Thế số 4, dây 5 buông, dây 3, dây 2, dây 1 ngăn 5. Thế này các bạn lấy ngón tay trỏ các bạn đè một lúc 3 dây này nhé. Thế số 5, dây 5 buông, dây 3 ngăn 5, dây 2 ngăn 5, đè bằng hai ngón này, dây 1 ngăn 7, dây 3, dây 2 đè bằng ngón trỏ, dây 1 ngăn 7, bấm bằng ngón út. Rồi, thế số 6, giữ nguyên tay của thế số 5, các bạn đưa ngón tay út lên, bấm dây 1 ngăn 8. Đấy, thì nó sẽ gồm có dây 5 buông, dây 3, dây 2 ngăn 5, còn dây 1 ngăn 8, bấm ngón út. Thế số 7, dây 5 buông, dây 4 ngăn 7, dây 3 ngăn 5, dây 2, dây 1 buông. Thế này bạn nào xem ở video hướng dẫn giọng mà mi thứ và giọng la thứ trước thì chắc là cũng biết rồi. Ok, thế số 8, dây 5 buông, dây 3 ngăn 9, dây 2 ngăn 10, dây 1 ngăn 7. Thế số 9, dây 5 buông, dây 3 ngăn 14, dây 2 ngăn 13, dây 1 ngăn 12. Rồi, thế số 10, thế cuối cùng, dây 5 buông, dây 3 ngăn 9, dây 2 ngăn 10, dây 1 ngăn 12. Rồi, sau khi các bạn nắm được những thế tay mở của hợp âm rồi thì các bạn sẽ kết hợp với tay phải và lại với công thức bát 3231, bát 23 bát nhá. Công thức ba lát huyền thoại. Bát 3231, 323. Rồi, về cách rải thì các bạn tùy cơ ứng biến theo bài và sở thích của các bạn nhá. Đây mình chỉ cho các bạn để biết được những cái thế tay hợp âm để sau này các bạn có thể di chuyển linh hoạt trên cái đàn, chơi đàn nó đa dạng hơn. Chứ trong video này không có hướng dẫn về cách đánh cũng như là những cái bài cụ thể nhá. Rồi, mình sẽ rải thị phạm này. Thế số 1, bát bài ba bài ba bát bài ba. Rất là hay đúng không? Cố gắng tập đi, các bạn thuộc nhiều thế tay là các bạn chơi guitar giỏi thôi à. Rồi, trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm một cái phần nhỏ nhỏ nữa để cho các bạn đỡ bị nhàm chán và cho cái video này nó có hệ thống hơn, nó có cái màu sắc hơn. Thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn hai cái thế mở của hợp âm rê thứ và mi trưởng.
nó nằm trong cái hệ thống hợp âm của la thứ nhá. Chủ âm vẫn là la thứ. Thì rê thứ các bạn sẽ mở với thế bấm dây 4 buông, dây 3, dây 2, dây 1, ngăn 10. Các bạn lấy ngón tay trỏ đè lên 3 dây ngăn 10. Rồi đến mi trưởng các bạn sẽ mở với thế bấm dây 6 buông, dây 4 ngăn 2, dây 3 ngăn 1, dây 2 ngăn 3, dây 1 buông. Đây là bấm mi 7 này. Rồi nắm hai thế tay này nữa các bạn kết hợp rải với 10 thế bấm kia, 10 thế bấm bất kỳ của la thứ kia. Nhớ là chủ âm vẫn là la thứ nhá. Mình sẽ rải thị phạm cái vòng 3 hợp âm này nhá. Các bạn có thể bắt đầu với bất kỳ thế la thứ nào trong 10 thế mình vừa hướng dẫn. Mình sẽ bắt đầu với thế số 4 này. Rê. La khác. Rê. Mi. Rất là phê đúng không? Ok nhá, các bạn tập luyện xong video này đừng quên kết hợp với video trước để đúc kết ra cho mình những cái kinh nghiệm, những cái hay nhất. Các bạn cố gắng học hỏi nhiều, tập luyện nhiều thì không có lý do gì mà các bạn không chơi guitar giỏi cả. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.